Uống thử chè Diễn Gian của Minh Anh nấu nào. Toàn là cái gì đây này, nhựa đào. Nhạt thanh ngon hạt chia. Cả cái gì đây, đông trùng hạ thảo này. Kỷ tử. Hạt sen. Lá dứa. Quá trời quá đất. Ăn ngọt thanh. Nước xoài đó. Ở trong màn đã có một con muỗi alofen rất to, chưa nhìn thấy ở đâu. Lúc nãy em đang cho con ăn thì nó đốt vào thái dương con, thì em vỗ nhưng mà vỗ sượt. Ăn này như cả mộc nhĩ nhỉ. Lòng nhã này. Con ăn cái xoài đi.
Nó ở khe một con mũi alofen mà đã no máu rồi thì chắc lúc ấy nó đốt thằng này em vỗ sượt rồi nó. À hay là lúc ấy em ấy cho con ấy cho con ăn ấy, chắc là nó đốt lưng em vì em thấy có đau lưng. Ba ngày.